Xin chào mọi người. Thì tối qua bà con mới đi lấy về được 4 cái lô giả hạt đất lây này. Đó. Thì em chia sẵn ra thành 4 phần luôn. Có đánh số 1, 2, 3, 4 luôn. Thì mỗi phần là bà có 3 cái mầm, 3 cái dề giả hạt này. Đó. Thì em chia đều luôn. Phần nào cũng có cây thân nụ, cây to cả. Nên mọi người cứ yên tâm là các phần đều giống nhau hết. Đây thì em sẽ lướt qua từng phần nha. Phần thứ nhất đây nè, số 1. Đó, rất là tươi. Mầm thứ 2. Đây, dề rất là khỏe. Nguyên ngọn nha các bác. Mầm số 3. Đó, rất là tươi đẹp. Kiểu lá nhựa. Rồi, đó xong phần thứ nhất. Phần thứ hai. Đây. Cây đây. Lá rất khỏe khoắn. Rồi. Xong mầm số 2. Đây, bác xem. Phần này rất là nhiều thân già, sống rất là khỏe. Mầm thứ 3 đây. Đấy. Xong được 2 phần nha. Phần thứ 3 đây. Lá to, tròn, thân nụ. Này thì lá tre nguyên ngọn. Đây cái dẻ của nó đây. Đó. Rồi là tới cái mầm thứ 3 của cái lô số 3 nhé. Đây. Rồi. Rồi sang tới phần thứ 4. Rất là đẹp, thân nụ. Đây, mầm thứ 2 của dề thứ 4 này. Mầm thứ 3. Xanh tươi. Nguyên ngọt. Lá này. Rồi. Ba phần này. Đó. Rồi, em chia sẵn ra làm 4 phần rồi nha. Một phần đây là em bán là 1,2 triệu. Thì mọi người mua thì có thể là nhắn tin tên hoặc tên, địa chỉ và cái phần muốn mua tới số điện thoại của em để trên tiêu đề nhé. Đây là giả hạt đất lây. Thì em chia ra làm 4 phần rồi đó. Mỗi phần là gồm có 3 dề. Giá là 1,2 triệu nhé mọi người. Chỉ có 4 phần thôi. Nên mọi người nhanh tay đặt nhé. Rồi em xin cảm ơn.